Cô thân chào các em học sinh trường Chu Văn An thân mến. Để kiểm tra giữa kỳ đạt kết quả tốt, cô trò mình cùng nhau ôn tập. Nội dung kiểm tra giữa kỳ 2 gồm có chủ đề 6 là từ, chủ đề 7 trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật. Đây là một số hình ảnh về 500. Vậy các em hiểu như thế nào là 500? 500 là những vật có từ tính. Những 500 có từ tính tồn tại lâu dài được gọi là 500 vĩnh cửu. Sự định hướng của thanh 500, khi để 500 tự do, đầu luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc, ký hiệu N. Còn đầu luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam, ký hiệu S. Sự tương tác giữa các cực của 500, khi đưa từ cực của hai 500 lại gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu về từ trường, còn gọi là trường từ. Từ trường là không gian xung quanh 500, xung quanh dòng điện tồn tại từ trường. Từ trường tác dụng lực từ lên vật liệu từ đặt trong nó. Khái niệm thứ hai là từ phổ. Từ phổ là hình ảnh của các đường mặt sắt sắp xếp xung quanh 500. Và từ phổ cho ta một hình ảnh trực quan về từ trường. Khái niệm thứ ba là đường sức từ. Đường sức từ là các đường cho phép mô tả từ trường. Hướng của các đường sức từ tại một vị trí nhất định được quy ước là hướng Nam Bắc của Kim La Bàn đặt tại vị trí đó. Và chúng ta vẽ được đường sức từ, các em lưu ý khi vẽ đường sức từ thì chúng ta vẽ theo hướng ra Bắc vào Nam. Chúng ta cùng tìm hiểu về từ trường trái đất và cách sử dụng La Bàn. Từ trường trái đất trong hệ mặt trời. Trái đất là một trong những hành tinh có từ trường. Từ trường trái đất khiến các bức xạ điện từ lệch về phía hai địa cực. Sự tương tác của các bức xạ này với khí quyển tạo ra hiện tượng cực quang. Từ trường của trái đất mạnh ở phía địa cực và yếu hơn ở vùng xích đạo. Cực bắc địa từ và cực bắc địa lý. Cực bắc địa từ và cực bắc địa lý không trùng nhau. Các em lưu ý, căn cứ vào chiều đường sức từ của trái đất, cực bắc địa từ nằm ở nam bán cầu, còn cực nam địa từ nằm ở bắc bán cầu. Tuy nhiên, ngay từ đầu người ta đã gọi cực từ ở bắc bán cầu là cực bắc địa từ, và thói quen đó được sử dụng cho đến ngày nay. Chúng ta sang phần tiếp theo, sử dụng La Bàn để tìm hướng địa lý. Vậy chúng ta phải hiểu La Bàn là gì? La Bàn là thông thường gồm một vỏ hộp có mặt kính bảo vệ, một kim 500 có thể quay tự do trên một trục cố định, và một mặt số có thể quay độc lập với kim 500. Trên mặt La Bàn có các vạch chi độ từ 0 đến 360 độ kèm theo các ký hiệu chỉ hướng. Và trên cái mặt La Bàn đó, người ta có ghi các ký hiệu có hướng. Ký hiệu chữ N là hướng Bắc, chữ S là hướng Nam, E là hướng Đông và W là hướng Tây. Chữ NE là hướng Đông Bắc, ES là hướng Đông Nam, SW là hướng Tây Nam, W hướng N là hướng Tây Bắc. Chúng ta cùng làm bài tập tương tác. Các em hãy hoàn thành sơ đồ sau. Chúng ta cùng xem đáp án. Bao nhiêu bạn làm đúng nào? Bây giờ chúng ta sang tiếp phần chủ đề 7. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật. Ở chủ đề 7, chúng ta tìm hiểu về vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật. Quang hợp ở thực vật, hô hấp tế bào, trao đổi khí ở sinh vật, vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật. Trao đổi chất. Trao đổi chất là gì? Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình cơ thể sinh vật lấy các chất từ môi trường cung cấp cho quá trình chuyển hóa trong tế bào, đồng thời thải ra các chất không cần thiết ra ngoài môi trường. Khái niệm thứ hai, chuyển hóa năng lượng. Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Quá trình trao đổi chất luôn đi kèm với chuyển hóa năng lượng. Ở quang hợp thực vật, các em cần nắm cho cô khái niệm quang hợp. Quang hợp là gì?
Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng. Tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như nước, khí carbon dioxide diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra ngoài khí oxygen. Sau khi các em thuộc khái niệm quang hợp rồi, thì các em phải thuộc cho cô phương trình tổng quát dạng chữ quang hợp. Sau đó, chúng ta tìm hiểu về mối liên hệ giữa trao đổi chất và diễn hóa năng lượng trong quá trình quang hợp. Trong quá trình quang hợp, một phần năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ ở lá. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong quang hợp có mối quan hệ chặt chẽ, hai quá trình luôn diễn ra đồng thời và gắn liền với nhau. Ta sang phần vai trò của lá với chức năng quang hợp. Lá cây là cơ quan quang hợp chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp ở cây xanh. Vậy lá có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng quang hợp? Lá thì gồm có 3 phần: phiến lá, gân lá và cuống lá. Phiến lá có dạng bản dẹt giúp thu nhận được nhiều ánh sáng. Các tế bào ở lớp giữa của lá có nhiều lục lạp. Lục lạp là nơi chứa chất diệp lục thu nhận ánh sáng dùng để tổng hợp chất hữu cơ của cây. Khí khổng phân bố trên bề mặt lá có vai trò chính trong quá trình trao đổi khí và hót hơi nước. Gân lá có các mạch dẫn, có các chức năng vận chuyển nước đến lục lạp và vận chuyển chất hữu cơ từ lục lạp về cuống lá, từ đó vận chuyển đến các bộ phận khác của cây. Đây là cây gì các em? Đây là cây xương rồng. Vậy cây xương rồng có lá biến thành gai thì có thể quang hợp được không? Vì sao? Cây xương rồng vẫn quang hợp được vì bên trong thân của nó có chất diệp lục, cho nên các em thấy thân của cây xương rồng có màu xanh, cho nên cây xương rồng quang hợp được. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp đó chính là ánh sáng, nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen. Các loài cây khác nhau thì đòi hỏi các điều kiện này không giống nhau. Điểm tiếp theo các em cần phải nắm đó chính là hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng, cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Trong quá trình này, tế bào sử dụng khí oxygen và thải ra ngoài khí carbon dioxide, nước. Hô hấp tế bào diễn ra trong một bào quang của tế bào được gọi là ti thể. Các em cần nắm cái phương trình tổng quát dạng chữ thể hiện quá trình hô hấp tế bào. Glucose cộng oxygen thải ra ngoài khí carbon dioxide, nước và năng lượng. Mối quan hệ hai chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào. Quá trình tổng hợp và hô hấp tế bào có mối quan hệ hai chiều. Trong đó, quá trình tổng hợp tạo chất hữu cơ là nguyên liệu cho phân giải trong hô hấp tế bào. Quá trình phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho quá trình tổng hợp và ngược lại. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong các phòng ngủ đóng kín cửa? Vì ban đêm cây chỉ còn quá trình hô hấp, quá trình quang hợp đã tạm ngưng. Cây thải ra ngoài khí carbon dioxide, hấp thụ khí oxygen từ môi trường, dẫn đến nồng độ khí carbon dioxide trong phòng tăng lên, nồng độ khí oxygen giảm xuống và gây nên tình trạng khó thở cho con người. Ta sang phần tiếp theo, trao đổi khí ở sinh vật. Các em cần nắm cho cô khái niệm thế nào là trao đổi khí ở sinh vật. Trao đổi khí là sự trao đổi các chất khí carbon dioxide và oxygen giữa cơ thể với môi trường. Sự trao đổi khí ở thực vật. Ở thực vật, trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường chủ yếu qua khí khổng ở lá cây. Ở khí khổng có hai tế bào hình hạt đậu xếp úp với nhau tạo nên khe khí khổng. Khí khổng thực hiện chức năng trao đổi khí và thoát hơi nước cho cây. Trong quá trình quang hợp, khí carbon dioxide thoát tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá.
Khi oxygen thoát tán từ trong lá qua khí hậu ra ngoài môi trường, trong quá trình hô hấp, khí oxygen đi vào và khí carbon dioxide đi ra khỏi lá qua khí hậu. Ở động vật có nhiều hình thức hô hấp như trao đổi khí qua phổi như là ngựa vằn, qua mang như là cá, qua da và phổi như là ếch, qua phổi và hệ thống ống khí như là chim. Ở động vật, trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở cơ quan trao đổi khí như bề mặt da, hệ thống khí ống, mang hoặc phổi. Quan sát hình sau, em hãy nêu tên các cơ quan trong hệ hô hấp ở người. Các cơ quan trong hệ hô hấp ở người là khoang mũi, thanh quản, khí quản, phổi. Phổi thì gồm có phổi trái, phổi phải. Các phế quản chứa các tiểu phế quản chứa các phế nang. Em hãy mô tả đường đi của khí oxygen và khí carbon dioxide qua các cơ quan hô hấp ở người. Khi chúng ta hít vào, không khí ở môi trường ngoài sẽ đi qua khoang mũi, khí quản, phế quản để vào phổi và đến tận các phế nang trong phổi. Ở các phế nang, oxygen xuất tán vào máu và được vận chuyển đến để cung cấp cho các tế bào trong cơ thể. Carbon dioxide từ máu sẽ xuất tán vào phế nang và được đưa ra ngoài qua việc thở ra. Ở bài trao đổi khí ở sinh vật, các em cần lưu ý cho cô khái niệm trao đổi khí ở thực vật và trao đổi khí ở động vật, trong đó có sự trao đổi khí ở con người. Ta sang tìm hiểu vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc và tính chất của nước. Cấu trúc của phân tử nước gồm hai nguyên tử hydrogen liên kết với một nguyên tử oxygen bằng liên kết cộng quá trị. Phân tử nước nó có tính chất phân cực do có sự tích điện trái dấu giữa hai đầu. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 độ C và đông đặc ở 0 độ C. Nước là dung môi hòa tan nhiều chất, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt. Nước được cấu tạo từ các phân tử nước. Mỗi phân tử nước gồm một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen. Do có hai đầu điện tích trái dấu nhau nên phân tử nước có tính phân cực. Vì vậy, các phân tử nước có thể liên kết với nhau và liên kết với các phân tử phân cực khác. Vai trò của nước. Nước tạo ra môi trường liên kết các thành phần trong tế bào, tham gia nhiều hoạt động sống khác nhau trong cơ thể sinh vật, điều hòa thân nhiệt, là dung môi hòa tan và vận chuyển các chất, làm nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng chuyển hóa các chất trong cơ thể. Tiêu hóa ở động vật, quang hợp ở thực vật, vân vân, là môi trường sống của nhiều loài sinh vật. Nước là thành phần chủ yếu tham gia cấu tạo nên tế bào và cơ thể sinh vật. Nước chiếm hơn 70% khối lượng cơ thể sinh vật. Ở một số loài sinh vật sống ở môi trường nước, có hàm lượng nước trong cơ thể lên đến hơn 90%, như các loài sứa biển, nước chiếm khoảng 95% khối lượng cơ thể. Sinh vật sống không thể thiếu nước. Các em hãy trả lời câu hỏi sau của cô. Tại sao khi mà cơ thể đang ra mồ hôi, nếu có gió thổi ta sẽ cảm giác mát hơn? Cái cảm giác này là bạn nào cũng đã gặp qua rồi không? Phải không các em? Khi mà chúng ta vận động mạnh nè, hoặc lao động nặng, cơ thể sẽ tăng cường hô hấp, làm cho chúng ta ra mồ hôi và thải nhiệt ra môi trường. Gió thổi sẽ thúc đẩy sự bay hơi của mồ hôi và lấy đi lượng nhiệt do cơ thể thải ra môi trường. Do đó, khi mà cơ thể đang ra mồ hôi, nếu có gió thổi ta sẽ cảm giác mát hơn. Khi các em bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, chúng ta phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch Oresol. Tại sao phải uống dung dịch Oresol? Vì khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ thể và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, thì chúng ta cần phải bổ sung nước kịp thời để cơ thể tái hấp thu nước, bù lại lượng nước đã mất. Khi uống dung dịch Oresol, cơ thể ta đã được cấp một phần nước từ dung dịch và một phần sự tái hấp thu nước ở thận và ruột. Sau khi đã được nghe về các kiến thức, các em hãy hoàn thành cho cô sơ đồ sau.
em cùng xem đáp án. Đây là cái sơ đồ tóm tắt chủ đề trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Các em chỉ cần nhớ nội dung để chúng ta làm bài kiểm tra giữa kỳ đạt kết quả tốt.